Chúng ta có một câu của một bạn nữa. Một số cụ già bị lẫn, khi chết đi rồi thần thức có bị lẫn giống như khi còn sống không? Ở đây chúng ta nên nhớ rất nhiều người thì trong chúng tôi ấy, thì trong cái khoảng gần 30 năm qua, chúng tôi khảo sát và nghiên cứu cho các gia đình giao lưu với cái thế giới tâm linh, và các gia đình nói chuyện với cái hương linh những người đã khuất nhập vào người thân để nói chuyện. Thì trên cái người thân đó, trên cái cuộc nói chuyện nhập, họ nhập gần như là cái tâm tính khi mà mới trong lúc chết ấy, thì cái tâm tính như thế nào nó nổi lên rất là rõ. Cụ thể là cái hồn chương ba da hàng thịt là một trong những câu chuyện tương đối điển hình. Tức là khi anh còn sống thì anh chương ba là anh giỏi đánh cờ, nhưng anh hàng thịt thì anh chỉ biết chặt thịt ấy. Nhưng khi cái anh hồn chương ba anh nhập vào cái xác của anh hàng thịt thì anh đưa thịt cho anh thái, anh không biết thế thái, nhưng mà đưa cờ đấy anh đánh rất là giỏi. Như vậy thì cái hồn linh hồn ấy, nó mang theo cái di truyền và cái tâm tính của cái người mất tại cái thời điểm gọi là cận tử nghiệp. Cho nên những người mất, người ta rất chú ý những cái những giây phút, những thời gian cuối cùng của cuộc đời, là tránh cho cái giây phút đó linh hồn sợ sệt hoặc sân hận hoặc có cái gì đó, thì nó cái dư âm nó cứ mang theo cái đấy từ lâu lâu. Có những cái linh hồn mà khi còn sống là họ là chết vì nghiện hút, mà đến khi người thân đến giao lưu nhập lên thì họ ngửi thấy cái mùi thuốc. Thậm chí có một người trong nhà mang một cái điếu thuốc, bí mật mang một cái điếu thuốc phiện đến để thử. Thì nó nhập lên cái xong nó hít hít, rồi thì nó bảo đưa đây, đưa đây, đưa đây. Thế nào? Bảo đưa cái gì? Bảo đưa cái ở túi ra đây. Thế đưa cho anh ta xong anh cứ hít 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 như là người hút nghệ thuật. Tức là cái tâm tính nó giống như cái lúc mà trước khi chết. Và hiện nay bảo cái linh hồn đang ở đâu, bảo có về nhà không, mộ không, nó bảo nó chỉ đến cái chỗ này thì mọi con người đã đến đấy, hóa ra cái chỗ đấy ngày xưa nó còn sống hay đến đấy nó hút. Đó. Cho nên là ở đây chúng ta lưu ý là khi cái linh hồn đã chết ấy, thì cái tâm tính ấy, tại cái thời điểm gọi là cận tử nghiệp đi rất là sâu và nó tồn tại thời gian rất là lớn, dài. Nếu như muốn thay đổi lại cái giây phút cận tử nghiệp thì người ta thường phải làm là phải giáo hóa, phải có các bậc minh sư khai thị cho cái linh hồn đó. Trước đây họ nghĩ sai, họ nghĩ chưa đúng thì các bậc minh sư khai thị. Cho nên ở đây chúng tôi có cái chương trình gọi là cầu siêu để cho họ không bị những cái dư âm của những tư tưởng mà phiền não nó bám ở trong cái linh hồn đó. Khi mà tiếp xúc với ở đây thì dùng những cái lời của nhà Phật dạy, dùng những cái tư tưởng của nhà Phật để xóa đi những cái dư âm mà phiền não trong cuộc đời, tham sân si của họ bị xóa đi, để cho họ không bị những cái đấy nó bám theo. Mà khi không bị cái đấy bám theo thì họ cũng có thể đi đến cái cảnh giới tốt đẹp hơn. Cho nên ở đây cái câu hỏi này của bạn, nào chết rồi thì cái thần thức có giống như cái khi lúc sống, tức là nó giống ở cái đoạn nhiều nhất. Tất nhiên là trong cả cuộc đời nó dài, nhưng nó mang theo cái nhiều nhất là cận tử nghiệp, là những giây phút cuối đời nó thường mang theo. Thậm chí tính tình cũng vậy. Ở đây chúng tôi có một thí nghiệm như thế này, mà đây là người thật, việc thật. Có một cái chị là thường trước đây là bán phở xung quanh cơ quan này, rất là mọi người đều biết cả. Thì cái chị này là có một cái người con, mà con dâu là tự tử, thắt thục cổ tự tử chết. Mà sau khi thắt cổ tự tử chết thì cái việc là gia đình rồi tâm linh của nhà chị rất nhiều những cái vấn đề xảy ra không tốt đẹp lắm. Thế vì sau khi lên cầu siêu, chị này cầu siêu 49 ngày và lúc ấy mới mời được cái linh hồn của cái người con dâu thắt cổ chết lên. Và khi lên ấy, nó đầy sân hận. Cái linh hồn nó cũng đầy sân hận, mọi người không biết đâu. Thế cuối cùng mà khi nó đầy sân hận thì mới biết. Và lúc ý chị mới khai thật rằng đây cái đứa con dâu này nó chết do thắt cổ.
Và khi chết cho các cổ, điều này mới khủng khiếp. Là khi nó, các cổ khi chết, nó trong bụng nó đã mang thai. Cho nên những người phụ nữ đang mang thai mà phải chết vì do các cổ chết thì cái nỗi uất hận nó cực kỳ lớn. Thậm chí họ hy sinh cả cái sinh mạng họ, mà hy sinh luôn cả cái sinh mạng của cái thai nhi nữa. Cho nên là cái độ căm hận, phiền não cực kỳ lớn. Thế là chị này chị cầu siêu cho đợt 49 ngày thì nó nguôi ngoai đi, mà nó vẫn khi lên nó vẫn còn nói những câu rất là sân hận mà oán trách. Tại sao nó lại thắt cổ và như thế nào về sau. Chị này chị phải tiếp tục đi cầu siêu và đi xin nó tha thứ và làm các điều thiện nguyện để hồi hướng tâm linh cho cái vong linh đó. Cho nên là ở đây chúng tôi có rất nhiều cái tư liệu chứng minh rằng khi những người đã chết, cái tâm tính, cái thần thức ấy ảnh hưởng rất nhiều của các giây phút cận tử nghiệp. Cho nên là khi những người sắp chết, người ta thường gặp thân nhân, bà con rồi họ xóa đi những cái hận thù và thậm chí còn đem cho những người, đem cho cái họ nghe những kinh nhà Phật, rồi là mời các vị minh sư đến khai thị. Và nếu như có những điều gì đấy còn phẫn uất thì mang đến để giải tỏa trước khi chết. Trong quê tôi, cái huyện bên cạnh có một cái gia đình có người này mà bị cái nghiệp chướng mãi không chết được. Nhưng cái người này là bị không những không chết được mà nó đau đớn cái thể xác lắm. Và người cả cái làng ấy đều biết rằng là khi còn sống người này hay cái kiểu buôn bán gian lận nhiều. Thế là người ta mới xem, người ta bảo nếu như bây giờ cái nghiệp chướng nó sẽ làm cho nó hành cho cái xác này không chết được mà phải sống để đau, để chịu. Người khác người ta đau đớn, người ta thiệt thòi cho mình buôn bán gian lận, hại người như thế nào, bây giờ cho sống để nhận cái đau. Thế cuối cùng gia đình phải đi mời 100 người ở trong làng thôi, thì muốn để cho cái người này thôi ấy, vì người ta chết rồi đến coi như là mắng chửi để cho họ xả nghiệp. Thế thì mang cái bơ để đong thóc ngày xưa ấy. Thế rồi đến mỗi người trong làng đến cứ dứ dứ vào mặt thôi nhá, từ nay đi thì chừa cái tính đông đầy bắn vơi đi, đi rồi là đi muốn được đến cõi an lành thì phải chừa ngay cái tính đông đầy bắn vơi đi nhá. Thế mỗi người đến chửi cho 3 câu, xong lại người khác đủ 100 người đến mắng chửi thì tự nhiên người đấy mới chết được. Như vậy thì cái việc cận tử nghiệp vô cùng quan trọng. Đến cái giây phút đó nó hiện lên, cái cuốn phim cả cuộc đời nó hiện lên vào cái giây phút đó. Như vậy thì trong những người mà trước khi qua đời rất cần những cái người thân cho nghe bản kinh Phật, rất cần những người thân, thậm chí hai người thù hằn oán hận với nhau thì đến xí xóa với nhau, và đặc biệt là mời các bậc minh sư giảng cho người ta biết là thôi bây giờ là cái thân chuẩn bị từ bỏ rồi, giống như cái xe này hỏng rồi, vứt cái xe đi đừng có luyến tiếc nữa, thì phải nhớ những điều này, điều A, điều B, C, khai thị cho người đó thì cái vong linh ấy sẽ được yên lành. Cho nên chúng ta thấy là những có những cái người mà đi theo đạo tràng hoặc là đi theo pháp Phật, và kể cả những người mà đi theo Tín đồ giáo trước khi qua đời thường có những bậc mà minh sư, được bậc cao tăng, hoặc những người mà có cái đạo tràng người ta dùng những cái người mà có công đức cao đến là khai thị cho cái những người sắp mất, để cho cái linh hồn người đó tại thời điểm đó được an lành hơn. Mà khi họ an lành hơn thì cái dư âm nó đi theo sang cái thế giới bên kia nó sẽ được tốt đẹp. Cho nên là cái gọi là cái thần thức, ở đây đạo Phật gọi là thần thức, chỗ khác thì gọi là vong, gọi là ma, hoặc là gì cũng được, gọi cái gì cũng không quan trọng. Nhưng mà chung là cái thần thức hay là linh hồn đấy, nó thoát ra thì nó mang đặc, mang đậm cái dấu ấn trước khi qua đời. Gọi là cái giai đoạn đó chúng tôi gọi là cận tử nghiệp. Giai đoạn đó tất cả cuộc đời nó hiện lên rất nhanh như một cuốn phim, nó tua nhanh như thế này. Thì giai đoạn đó cần phải được đầu tư về mặt tâm linh, cần phải được là khai thị, cần phải giáo hóa, và có những người thân đã khúc mắc với nhau, đã có cái điều gì không tốt thì đến đấy hòa giải để cho cái linh hồn trước khi ra đi được an lành. Hoặc thậm chí nhé, thậm chí kể cả những người mà bị tử hình thì để cho tránh cái cảm giác đó khát, người ta phải cho ăn một cái bữa ăn gọi là bữa ăn trước khi chết ấy, là có ông thèm cái gì, có thèm gì không thì mua cho ăn cái gì, tức là cho để cho cái tư tưởng cái linh hồn đó không có đói khát thèm khổ. Thì đây chúng ta thấy rằng trong câu này của bạn
Thì tôi nói tóm tắt lại là cái tư tưởng, cái tâm tính cận tử nghiệp rất quan trọng và nó thường mang theo. Có những người mang theo lâu, thù hằn rất là lâu, nhưng có người rất là nhanh. Chúng tôi tìm các, trong quá trình đi tìm rất nhiều ngôi mộ liệt sĩ ấy, mà có những người là người ta, có những người ông liệt sĩ chết và khi chết ở đấy lại có cả một bên cạnh có một cái người mà ở phía bên kia. Tức là nó kể như này, tức là khi mà cái ông liệt sĩ này khi lúc còn sống ấy, thì ông ấy ông cũng bị thương, nhưng ông ấy đáng ra ông cầm súng ông bắn chết cái tên kia, nhưng mà ông không nỡ, không nỡ, ông ấy thấy tên kia bị thương rồi ông không nỡ, cho nên là ông tha. Thế khi ông tha không bắn nữa thì ông ấy để cho cái thằng ấy bên cạnh, thế để băng bó cho nó rồi để cho nó mà bên cạnh. Thế thì tên ấy không biết nghĩ như thế nào mà cuối cùng khi ông nằm thiếp đi thì nó giật lấy khẩu súng đấy, nó quay lại bắn ông ấy, ông chết. Và khi đồng đội quay lại thấy đi tìm đồng đội thì thấy cái tên này như vậy và bực mình quá và giết luôn cái tên này. Thế thì họ chôn luôn cái ông liệt sĩ này bên cạnh cái tên địch kia. Thì sau khi tìm ông liệt sĩ, chúng tôi có giao lưu với hai bên thì cái tay cái người ở bên quân phía bên kia ấy, lên giao lưu và khóc. Mà thôi thì tôi hàng ngày tôi vẫn vì cái ông liệt sĩ này là ông là cái lính đặc công, ông giỏi võ, ông tôi vẫn bị ông đánh mỗi ngày, ông mang tôi ra ông đánh một trận. Nhưng mà thà rằng để cho ông hàng ngày ông đánh tôi còn hơn là bây giờ ông đi rồi thì ở đây tôi một mình. Tức là nói ông đánh tôi nhưng mà tôi cũng còn cảm giác ông đánh cũng còn không đau khổ bằng cái việc tôi nằm đây bơ vơ một mình. Tức là nói khi mà ông này ông định giết nó, ông tha cho nó mà cuối cùng nó còn giết lại ông, thì khi chết ông thường là mỗi ngày ông đánh cho nó một trận. Và nó kể rằng thà rằng thôi để cho ông đánh còn hơn là khi mà bốc ông đi là nó lại nằm lang thang một mình. Có những câu chuyện rất là cảm động về cái việc đó. Ví dụ như là các liệt sĩ đã hy sinh như thế nào, rồi là khi nhớ mẹ, rồi là hướng về gia đình. Và khi mà tìm thấy thì ông sẽ nói là khi tìm thấy hài cốt và đưa về thì mẹ ông đang bị bệnh và đang mù mắt, mờ mắt, thì bây giờ sẽ khỏi bệnh ra sao. Tức là cái tâm tính của các ông liệt sĩ. Có những ông liệt sĩ còn như thế này cơ, ông còn gửi lời dặn về cho các người yêu cũ. Là trước đây khi ông đi bộ đội thì ông có tặng cô ấy một cái tấm ảnh. Mà khi cô đi lấy chồng rồi thì thỉnh thoảng cô lại cứ mang cái ảnh cô ra, là của anh ra ngắm, thậm chí để dưới cất kỹ ở dưới gối. Thì ông bảo thôi hủy cái ảnh đi, bởi vì đã đi lấy chồng rồi mà nghĩ đến cái cũng có đáng thương cái người yêu là người lính thật, ông rất cảm động. Nhưng khi lấy chồng rồi thì hãy dành cái tình cảm cho chồng, chứ còn nếu nay mai chồng nó biết thì nó cũng không ghen lắm, nhưng mà nó buồn ở chỗ là đã đi lấy chồng có con rồi thì cái tình cảm hàng ngày vẫn dành cho người đã chết thì nó sẽ buồn, thì thôi hủy cái ảnh đi đừng giữ nữa. Tức là những cái tư tưởng, những cái tư liệu rất là nhiều nói về tâm tình của các liệt sĩ, và chúng tôi phải dùng cái đấy mới thử xem là cái nhà ngoại cảm tìm ấy có đúng ông liệt sĩ thật hay không. Hay là chúng tôi đi tìm Nam Cao thì ông Nam Cao cũng dặn dò những cái lúc ông còn sống ra sao, tức là phải khớp lại thì mới biết rằng à khi người ta chết rồi thì cái tâm tính ấy nó vẫn còn lưu giữ. Cho nên chính là nếu như sau này có đầu thai sang kiếp mới thì nó mới gọi là anh này có năng khiếu về việc A, năng khiếu việc B, hay là tiền kiếp anh thế này thế khác, tức là nó di chuyển sang theo trong A lại đa thức, tức là như vậy. Thì ở đây là rất nhiều những cái trường hợp mà đi tìm các liệt sĩ mà chúng tôi giao lưu được thì các tâm tính, tình cảm mà quê hương với cha, với mẹ, với người yêu nó vẫn còn thể hiện rất đậm trong cái tâm hồn của các liệt sĩ. Thì do vậy mà cái câu này của bạn rất hay ở chỗ là gì? Khi đã chết rồi thì cái thần thức là nó cũng sẽ mang theo. Ở đây thì bạn hỏi một cái ý là cụ già bị lẫn ấy. Bị lẫn thì khi chết rồi cái linh hồn nó còn lẫn nữa không? Thì thực ra khi chết rồi thì linh hồn nó cũng có chút lẫn nhưng mà nó ít hơn. Chúng tôi cũng có những người thân các cụ khi già rồi, các cụ còn có khi mà trước khi chết thì hỏi đến thăm, thì cụ có nhận ra con không? À đây
có tên là gì thì cũng không nói được, xong là nhắc tên thì cũng, tức là cái nhớ rất là mù mờ. Có những người, kể cả những người con đẻ hỏi cũng cũng không không nhớ. Vậy thì khi trước khi chết là những cái thần thức ghi lại những cái gì mà sâu đậm nhất, những người có khi không phải con đẻ họ lại nhớ, nhưng con đẻ mà cứ họ giận hoặc là lâu không 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 đến thăm họ cũng không nhớ được, tức là cái thần thức nó bị mê mờ đi. Vậy khi chết đi, khi mới chết thì họ vẫn mang nặng những cái tình tư tưởng và những cái tính chất của cái trí tuệ vào trước khi chết, nhưng dần 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 thì họ lại thức tỉnh dần, và sau một thời gian giao lưu lại thì bắt đầu họ nhớ dần nhớ dần nhớ dần và bắt đầu họ tỉnh. Thì ví dụ sau một thời gian có những gia đình lúc đầu mới chết đến giao lưu họ quên, họ chẳng biết gì cả, nhưng sau một thời gian tụng kinh, đến đây là tụng kinh này, sám hối này, hồi hướng công đức cho họ, thì sẽ quay lại giao lưu, bắt đầu họ tỉnh dần, họ lại sáng tỏ. Ví dụ như là nghe những lời kinh của Phật, tự nhiên những cái u mơ, rồi là những cái phiền não nó bay đi, thì tự nhiên cái trí tuệ nguyên thủy của nó là cái tâm trong sáng, tự nhiên nó sáng lại dần, sáng lại dần. Vậy thì đây, đối với câu hỏi của bạn là các cụ già bị lẫn, khi mới mới mất là cái thần thức của nó cũng một phần bị lẫn. Nhưng nếu như con cháu mà đến mà cầu nguyện và phát tâm rồi cho họ nghe những kinh Phật, thì cho trong cái lúc thần thức trước khi cận tử nghiệp họ có thể quên, nhưng dần dần họ sẽ hồi phục lại về thần thức. Và chính phải hồi phục thần thức thì mới biết cảnh giới nào an lành hay là cảnh giới xấu hay tốt để đi tái sinh đầu thai. Bởi vì khi lúc ấy họ trí tuệ minh mẫn, họ chọn những cái kênh, giống như là cái anh học sinh giỏi nó phải chọn những cái trường tốt để nó vào đại học, còn những anh nào u ớ thì chọn cái trường xấu hơn. Vậy thì nên cầu nguyện cho cái thần thức của những người chết ấy, được sáng tỏ, và khi họ được sáng tỏ thì họ có thể trở về những cái cảnh giới an lành hơn, hoặc đi tái sinh, đi đầu thai, họ chọn những cái nhà tử tế họ đi đầu thai trong kiếp sau. Đấy là báo hiếu. Chứ còn chúng ta đem cúng cấp nhiều thứ, ví dụ như là chúng ta cúng mâm cao cỗ đầy, rồi cúng thịt cá tanh hôi, cuối cùng họ nhiễm cái đấy vào thì họ càng nặng nề hơn. Ví dụ như là cái đầu họ đã mụ mẫm rồi, lại còn thịt cá tanh hôi nữa thì mụ mẫm thêm, họ lại càng bị nhấn xuống cái tầng thấp hơn trong tâm linh. Cho nên nếu thương những người trong gia tộc, những người thân của mình, thì chúng ta nên làm sao cho cái thần thức của họ được thanh tịnh hơn, và cầu nguyện cho họ đọc những bài kinh của nhà Phật. Đấy, kể cả đi theo chuyên giáo thì đọc những bài kinh của Chúa để cho tinh thần của họ được sáng suốt, thì họ trở về cái cảnh giới an lành hơn đó. Và ở đây chúng ta nên nhớ có một cái loại kinh trong đạo Phật có gọi là kinh Lương Hoàng Xám. Đấy, kinh Hoàng Xám tức là khi mà chết đi 9 kiếp 10 đời, mang cái hận thù 9 kiếp 10 đời đó, xong bắt đầu đến kiếp thứ 10 vẫn còn đi theo để trả thù cơ mà. Sau khi kiếp thứ 10 rồi, bắt đầu là các cái kiếp khác thì ông, cái vị này là cái trong một cái kiếp đầu tiên là ông đi giết một cái người, xong là kiếp sau thì ông biết là cái tội rồi, thì toàn bộ là đi tu hành, đi làm rất nhiều việc thiện, cho nên là nó báo thù chưa được. Giống như trong một cơ quan là hai người hận thù nhau nhưng mà phải rình rình, để anh nào tội thì bắt đầu mới mách với thủ trưởng trừng trị, nhưng mà nó rất đứng đắn nghiêm túc không làm gì được. Thế là đi đến 9 kiếp 10 đời sau, 10 đời, kiếp thứ 10 thì ông này cứ tưởng rằng mình tu đến 9 kiếp 10 đời, mình cũng hoàn toàn là coi như là người thầy thánh đến nơi, cho nên là sinh ra cái ngã mạn. Và cái kiếp thứ 10 ông sinh ra ngã mạn thì lúc ấy đó là cái lúc mà nó sẽ trả thù, mọc ra thành một cái mụn, mà cái này nó nhức như cái đầu lâu nó nói ra đây. Bắt đầu phải đi tìm cái người, người ta giải mã, người ta nhìn thấy cái kiếp trước, người ta soi thì nó bảo đây là kiếp trước ông đã làm những điều này, và nó đi theo khi đã ông ngã mạn. Khi ông ngã mạn nổi lên, ông tưởng có công đức cao, ông ngồi trên một cái giường mà giường thơm, xong ông để giảng cho những bậc vua chúa ở dưới, ông ngồi ông tưởng là ông là cái bậc bề trên. Thế cuối cùng cái kiêu căng ngã mạn nổi lên, là có cớ bắt đầu nó mọc thành cái mụn ở đùi và rất là đau nhức. Thế khi ông đến một cái chỗ mà người ta dặn đến là ông cứ sám hối cái tội đấy, sám hối là cái tội ngã mạn đi, thì cứ sám hối dần 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 cái
Khi sám hối mà nó hết được tất cả những cái ngã man đi thì tự nhiên là cái mụn nó bị mất. Và từ cái việc đó thì ông mới viết ra cái gọi là kinh Hoằng Sám, nó là như vậy. Tức là ông viết ra cái kinh đó để cho mọi người thấy rằng khi mà đã bị một cái lỗi nào đó thì đến 9 kiếp 10 đời nó vẫn đi theo. Và nó đi theo để nó, khi mà nhân quả chúng ta chưa trả nợ hết thì nó sẽ vẫn cứ phải tiếp tục trả. Giống như chúng ta vay ngân hàng 1 tỷ đồng mà chúng ta trốn ra nước ngoài thì nó vẫn cứ truy nã. Vậy thì nó truy nã hết kiếp này sang kiếp khác, gọi là luân hồi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là muốn cho cái thần thức đang bị lẫn hoặc có vấn đề gì phiền não trước khi qua đời thì chúng ta phải cần minh sư khai thị, và chúng ta cần phải cho cái linh hồn đó hiểu được kinh nhà Phật, trừ bỏ được cái phiền não đó đi thì mới đi đến cảnh giới an lạc hơn. Cụ thể nhất tức là chúng ta đọc kinh Hoằng Sám thì sẽ rõ điều đó. Các nhà ngoại cảm có thể nhìn thấy là bên cạnh một cái người ngồi là có một em bé. Vậy thì như vậy là nếu mà cái người âm sau khi mà người ta đã chết đi thì họ không phát triển nữa mà vẫn giữ nguyên cái hình dáng như vậy lúc người ta chết, có phải không ạ? Đấy, và trong quá trình họ tư duy như vậy thì người âm họ tồn tại trong bao lâu? Lúc nào thì người ta mới đi đầu thai hay cứ tồn tại mãi như vậy? Thực ra như thế này này. Nhiều người cũng nhiều gia đình chứng kiến thì cứ cho rằng người âm nó chết đi rồi thì không lớn đấy. Nhưng không phải. Nó vẫn theo cái thời gian, cái trục thời gian thì nó vẫn khác đi so với cái lúc chết, nhưng cái tốc độ nó sẽ khác. Nó không giống nhau với trần gian chúng ta. Ví dụ như trần gian chúng ta là lớn lên rồi là trong khoảng 6-70 năm thì từ một đứa trẻ con mà lớn lên thành người già. Nhưng chúng tôi đã có trường hợp giao lưu với một cái ca gia đình như này này, thì cái ông em ấy lúc ấy đã khoảng độ 60 tuổi rồi. Nhưng ông anh ấy lúc mất, cái ông anh ấy lúc mất ở khoảng độ 30 tuổi thôi. Nhưng khi giao lưu và ông nhập lên và ông nói về tính cách, cái giọng nói thì vẫn như người đứa trẻ con 4 tuổi, 4-5 tuổi là cùng. Vậy thì cái thời gian mà trôi đi của hai hệ quy chiếu theo khoa học là nó không giống nhau. Mà trong cái chuyện chúng ta có cái chuyện là ngày xưa chuyện từ thức gặp tiên ấy. Là cái ông từ thức ấy, ông vào gặp tiên thì ông ấy được lấy được cô tiên ấy, thì ở trên đấy là một năm. Một năm thì sau khi ông buồn nhớ quê hương quá, ông lại quay trở về trái đất, quay trở về cái quê hương thì đã trôi đi khoảng 5-7 đời rồi. Và tất cả những cái người ở trong họ hàng ông về quê ông hỏi thì nói đến một cái ông từ thức thì họ chỉ nói là ngày xưa lắm, lâu lắm rồi, khoảng mấy đời rồi có một cái ông như vậy, mà ông ấy đi vào trong cái núi rồi ông mất và ông trở về. Thì nói thì tất cả những người thân của mình trước đây là qua đời hết, mình chỉ là cả tổ tiên thứ năm đời thôi. Và ông thấy rằng tất cả những con cháu bây giờ là không nhớ được ông. Và ở trong vườn ông chỉ còn có mỗi một cái gốc táo thôi, là ngày xưa nó bé, bây giờ nó lớn lên thành rất lớn. Như vậy thì cái việc mà cái thế giới tâm linh ấy, thế giới mà có khi mất được trẻ con ấy, thì nó vẫn cứ phát triển, nhưng cái tốc độ phát triển rất là chậm. Và cái này thì theo định luật Einstein cũng thế thôi. Vì nếu như anh trôi đi ở cái tốc độ khác, thì cái hệ quy chiếu khác thì cái thời gian nó sẽ không giống nhau. Ví dụ như chúng ta trôi đi ở thế giới này khoảng 6-70 năm thì có khi ở một thế giới khác có khi chỉ độ một vài ngày. Thậm chí chúng ta có đọc cái chuyện ở thế giới chư thiên ấy, có một người ở thế giới chư thiên đầu thai xuống đây là gần như một kiếp, nhưng trên kia có từ sáng đến chiều mà thôi. Vậy thì cái việc cái người dưới thế giới siêu hình mà người chết đi thì thời gian nó vẫn phát triển nhưng tốc độ nó không giống như chúng ta. Trong các câu chuyện liên quan đến, ví dụ như là từ thức gặp tiên này, rồi chắc câu chuyện mà liên quan đến tiên hiệp cứu người thì có rất là nhiều những cái ví dụ của những câu chuyện liên quan đến cái thời gian nó thay đổi rồi. Nhưng mà em muốn hỏi một chút là trong cái thực tế, trong quá trình mình làm việc tại UEA rồi trong quá trình mình gọi hồn thì có cái trường hợp nào mình thấy là cái gọi là cái vong, đúng không ạ, cái vong đã xuất hiện thì có sự khác biệt so với lúc họ mới mất không ạ? Thực ra mà nói thì những cái tư duy và cái cách ăn nói, cái giọng nói thôi nhập vào, chứ còn con người thì người trần không nhìn thấy, chỉ ngoại cảm họ nhìn thấy, họ mô tả thì hầu như là nó không khác nhiều so với cái lúc mà thời điểm họ chết. Ví dụ như thời điểm chết là gốc khoảng 10 tuổi thì cái vong ấy nó cũng na ná tuổi đó. Hay là các liệt sĩ người ta hy sinh lúc hơn 20 tuổi thì cái nhà ngoại cảm mô tả về liệt sĩ trong cái trạng thái hy sinh cũng khoảng từ thế thôi. Hay là nhà văn Nam Cao chẳng hạn,
mà hy sinh lúc ấy khoảng 36 tuổi. Thì khi mà cái nhà ngoại cảm, sáu nhà ngoại cảm đi tìm, trong đó có chị Bích Hằng nữa, mô tả cái tính tình và cái lúc về cái hình dáng thì cũng mô tả đúng một người chỉ khoảng độ 36-37 tuổi thôi. Như vậy thì cái chúng tôi ở đây là thường xuyên cho các gia đình đến giao lưu. Họ nhận biết được ngay là cái người này chết lúc bao nhiêu tuổi, thì cái nhập vào những người thân ấy, cũng tình cảm dẫn như là về lời ăn tiếng nói và cái tính cách cũng na ná tại cái thời điểm mà đã chết. Đấy thì từ cái việc này nó liên quan với câu hỏi như này thì thầy là có một bạn đã vừa hỏi xong. Thì nếu như mà mình cứ cho là về cái khung thời gian họ trôi rất khác mình đi. Đấy, thế thì về trang phục quần áo và gọi là vật dụng của người âm thì có sự thay đổi gì không? Bởi vì là bạn ấy thấy là chúng ta vẫn có phần thờ cúng nào là điện thoại rồi xe, quần áo, thì người âm khi mà họ có nhận được không? Và có thực tế nào đã thấy là khi mà có những trường tại UIA đã có thấy là quần áo rồi vật dụng họ khác so với khi mất không ạ? Thường thường á thì cái phần tâm linh họ hiện về, đa phần họ hiện về ở cái trạng thái là trước khi chết. Trạng thái trước khi chết họ hiện về, họ báo cho các cái nhà ngoại cảm. Bởi vì người bình thường chúng ta có nhìn thấy đâu, nhưng cái nhà ngoại cảm phải mô tả rằng cái người người âm ấy là hình dáng thế này, ví dụ như bộ đội mình là đúng là người như thế này, thậm chí hay thắt cái lưng như thế này, áo mặc như thế này, họ tả cái, ví dụ tả liệt sĩ thì họ tả ngay cái lúc mà liệt sĩ trước khi hy sinh. Thì thường là cái trạng thái đó là cái trạng thái lưu giữ thông tin tương đối phổ cập để cho các cái gia đình để nhận biết. Đấy, ví dụ như là tình cảm này, rồi là các cái trang phục này, thường là ở cái lúc mà trước khi chết. Còn hiếm khi mà có những cái thay đổi, ví dụ như bây giờ là nói cái người âm từ xa xưa đến giờ tự nhiên ông lại cầm cái điện thoại loại là cái loại mà hiện đại rồi thế này thế khác thì không có, mà thường là họ kể cả họ hiện về thì sử dụng những thông tin mà cái tính cách của họ từ cái thời xa xưa. Cũng có người có khi này ăn diện hay đi cả cái đôi dép mà để báo cho cái nhà ngoại cảm biết ấy, thì mô tả đúng là cái thời xa xưa. Kể cả từ cái khăn chít đầu hay là cái tính cách gần như là cái thời điểm mà cái người chúng ta có hiểu nó là một phương pháp để có chứng minh là để nhà ngoại cảm nhìn thấy, mô tả và nói để người nhà còn tin đây mới đúng là người nhà mình. Đúng rồi. Nếu mà trang phục khác, tính cách khác, mọi thứ đều khác thì nó sẽ không có sở thứ gì để so sánh không ạ? Rất khó, rất khó mà rất ít trường hợp là cái người đã mất ấy lại trang phục như hiện đại. Mà thường tính cách lẫn cái trang phục họ hiện về để cho nhà ngoại cảm là tại cái thời điểm mà họ mới mất. Dạ, xin cảm ơn thầy. Các nhà ngoại cảm có thể nhìn thấy là bên cạnh một cái người ngồi là có một em bé. Vậy thì như vậy là nếu mà cái người âm sau khi mà người ta đã chết đi thì họ không phát triển nữa mà vẫn giữ nguyên cái hình dáng như vậy lúc người ta chết, có phải không ạ? Đấy, và trong quá trình họ tư duy như vậy thì người âm họ tồn tại trong bao lâu? Lúc nào thì người ta mới đi đầu thai hay cứ tồn tại mãi như vậy? Thực ra như thế này này. Nhiều người cùng nhiều gia đình chứng kiến thì cứ cho rằng người âm nó chết đi rồi không lớn đấy, nhưng không phải, nó vẫn theo cái thời gian, cái trục thời gian thì nó vẫn khác đi so với cái lúc chết, nhưng cái tốc độ nó sẽ khác, nó không giống nhau với trần gian chúng ta. Ví dụ như trần gian chúng ta là lớn lên rồi là trong khoảng 6-70 năm thì từ một đứa trẻ con mà lớn lên thành người già. Nhưng chúng tôi đã có trường hợp giao lưu với một cái ca gia đình như này này, thì cái ông em ấy lúc ấy đã khoảng độ 60 tuổi rồi. Nhưng ông anh ấy lúc mất, cái ông anh ấy lúc mất ở khoảng độ 30 tuổi thôi. Nhưng khi giao lưu và ông nhập lên và ông nói về tính cách, cái giọng nói thì vẫn như người đứa trẻ con 4 tuổi, 4 5 tuổi nữa cùng. Vậy thì cái thời gian mà trôi đi của hai hệ quy chiếu theo khoa học là nó không giống nhau. Mà trong cái chuyện chúng ta có cái chuyện là ngày xưa chuyện từ thức gặp tiên ấy, là cái ông từ thức ấy ông vào gặp tiên thì ông ấy được lấy được cô tiên ấy, thì ở trên đấy là một năm thì sau khi ông buồn nhớ quê hương quá, ông lại quay trở về trái đất, quay trở về cái quê hương ấy, thì lại trôi đi khoảng 5-7 đời rồi. Và tất cả những cái người ở trong họ hàng ông về quê ông hỏi thì nói đến một cái ông từ thức thì họ chỉ nói là ngày xưa lắm, lâu lắm rồi, hàng mấy đời rồi có một cái ông như vậy, mà ông ấy đi vào trong cái núi rồi ông mất và ông trở về, thì nói thì tất cả những người thân của mình trước đây
là qua đời hết, mình chỉ là cả tổ tiên thứ tư thứ năm đời thôi. Và ông thấy rằng tất cả những con cháu bây giờ là không nhớ được ông. Và ở trong trong vườn ông chỉ còn có mỗi một cái gốc táo thôi, là ngày xưa nó bé, bây giờ nó lớn lên thành rất lớn. Như vậy thì cái việc mà cái thế giới tâm linh ấy, thế giới mà có khi mất được trẻ con ấy, thì nó vẫn cứ phát triển, nhưng cái tốc độ phát triển rất là chậm. Và cái này thì theo định luật Einstein cũng thế thôi, vì nếu như anh trôi đi ở cái tốc độ khác, thì cái hệ quy chiếu khác, thì cái thời gian nó sẽ không giống nhau. Ví dụ như chúng ta trôi đi ở thế giới này khoảng 6-70 năm, thì có khi ở một thế giới khác có khi chỉ độ một vài ngày. Thậm chí ở thì chúng ta có đọc cái chuyện ở thế giới chư thiên ấy, có một người ở thế giới chư thiên đầu thai xuống đây là gần như một kiếp, nhưng trên kia có từ sáng đến chiều mà thôi. Dạ. Vậy thì cái việc cái người dưới thế giới siêu hình mà người chết đi thì thời gian nó vẫn phát triển, nhưng tốc độ nó không giống như chúng ta. Dạ, vâng. Trong các câu chuyện liên quan, ví dụ như là Tứ Thức Gặp Tiên này, rồi chắc câu chuyện mà liên quan đến tiên hiệp cứu người thì có rất là nhiều những cái ví dụ của những câu chuyện liên quan đến cái thời gian nó thay đổi rồi. Nhưng mà em muốn hỏi một chút là trong cái thực tế, trong quá trình mình làm việc tại UEA, rồi trong quá trình mình gọi hồn, thì có cái trường hợp nào mình thấy là cái gọi là cái vong, đúng không ạ, cái vong đã xuất hiện thì có sự khác biệt so với lúc họ mới mất không ạ? Thực ra mà nói thì những cái tư duy và cái cách ăn nói, cái giọng nói thôi nhập vào, chứ còn con người thì người trần không nhìn thấy, chỉ ngoại cảm họ nhìn thấy, họ mô tả, thì hầu như là nó không khác nhiều so với cái lúc mà thời điểm họ chết. Ví dụ như thời điểm chết là gốc khoảng 10 tuổi thì cái vong ấy nó cũng na ná tuổi đó. Hay là các liệt sĩ người ta hy sinh lúc hơn 20 tuổi thì cái nhà ngoại cảm mô tả về liệt sĩ trong cái trạng thái hy sinh cũng khoảng từ thế thôi. Hay là nhà văn Nam Cao chẳng hạn, mà hy sinh lúc cái khoảng 36 tuổi thì khi mà cái nhà ngoại cảm, sáu nhà ngoại cảm đi tìm, trong đó có chị Bích Hằng nữa, mô tả cái tính tình và cái lúc về cái hình dáng thì cũng mô tả đúng một người chỉ khoảng độ 36-37 tuổi thôi. Như vậy thì chúng tôi ở đây là thường xuyên cho các gia đình đến giao lưu, họ nhận biết được ngay là cái người này chết lúc bao nhiêu tuổi, thì cái nhập vào những người thân ấy, cũng tình cảm dẫn như là về lời ăn tiếng nói và cái tính cách cũng na ná tại cái thời điểm mà đã chết. Đấy, thì từ cái việc này nó liên quan với câu hỏi như này, thưa thầy, là có một bạn đã vừa hỏi xong. Thì nếu như mà mình cứ cho là về cái khung thời gian họ trôi rất khác mình đi, đấy, thế thì về trang phục quần áo và gọi là vật dụng của người âm thì có sự thay đổi gì không? Bởi vì là bạn ấy thấy là chúng ta vẫn có phần thờ cúng, nào là điện thoại, rồi xe, quần áo, thì người âm khi mà họ có nhận được không? Và có thực tế nào đã thấy là khi mà có những trường tại UEA đã có thấy là quần áo và vật dụng họ khác so với khi mất không ạ? Thường thường á, thì cái phần tâm linh họ hiện về, đa phần họ hiện về ở cái trạng thái là trước khi chết. Trạng thái trước khi chết họ hiện về, họ báo cho các cái nhà ngoại cảm. Bởi vì người bình thường chúng ta có nhìn thấy đâu, nhưng cái nhà ngoại cảm phải mô tả rằng cái người người âm ấy là hình dáng thế này, ví dụ như bộ đội mình là đúng đấy, là người như thế này, thậm chí hay thắt cái lưng như thế này, áo mặc như thế này, họ tả cái, ví dụ tả liệt sĩ thì họ tả ngay cái lúc mà liệt sĩ trước khi hy sinh. Thì thường là cái trạng thái đó là cái trạng thái lưu giữ thông tin tương đối phổ cập để cho các cái gia đình để nhận biết. Đấy, ví dụ như là tình cảm này, rồi là các cái trang phục này, thường là ở cái lúc mà trước khi chết. Còn hiếm khi mà có những cái thay đổi, ví dụ như bây giờ là nói cái người âm từ xa xưa đến giờ tự nhiên ông lại cầm cái điện thoại loại là cái loại mà hiện đại rồi thế này thế khác thì không có, mà thường là họ kể cả họ hiện về thì sử dụng những thông tin mà cái tính cách của họ từ cái thời xa xưa. Cũng có người có khi này ăn diện hay đi cả cái đôi dép mà để báo cho cái nhà ngoại cảm biết ấy, thì mô tả đúng là cái thời xa xưa. Kể cả từ cái khăn chít đầu hay là cái tính cách gần như là cái thời điểm mà cái người chúng ta có hiểu mất. Nó là một phương pháp để có chứng minh là để nhà ngoại cảm nhìn thấy, mô tả và nói để người nhà còn tin đây mới đúng là người nhà mình. Đúng rồi. Nếu mà trang phục khác, tính cách khác, mọi thứ đều khác thì nó sẽ không có sở cứ gì để có thể so sánh, đúng không ạ? Rất khó, rất khó mà rất ít trường hợp là cái người đã mất ấy lại trang phục như hiện đại. Mà này, thường tính cách lẫn cái trang phục họ hiện về để cho nhà ngoại cảm là tại cái thời điểm mà họ mới mất. Dạ, vâng. Xin cảm ơn thầy. Ừ.
Chúng ta có một câu của một bạn nữa. Một số cụ già bị lẫn, khi chết đi rồi thần thức có bị lẫn giống như khi còn sống không? À, ở đây chúng ta nên nhớ rất nhiều người thì trong chúng tôi ấy, thì trong cái khoảng gần 30 năm qua chúng tôi khảo sát và nghiên cứu cho các gia đình giao lưu với cái thế giới tâm linh và các gia đình nói chuyện với cái hương linh những người đã khuất nhập vào người thân để nói chuyện, thì trên cái người thân đó, trên cái cuộc nói chuyện nhập, họ nhập gần như là cái tâm tính khi mà mới trong lúc chết ấy, thì cái tâm tính như thế nào nó nổi lên rất là rõ. Cụ thể là cái hồn chương ba da hàng thịt là một trong những câu chuyện tương đối điển hình. Tức là khi anh còn sống thì anh chương ba là anh giỏi đánh cờ, nhưng anh hàng thịt thì anh chỉ biết chặt thịt ấy. Nhưng khi cái anh hồn chương ba anh nhập vào cái xác của anh hàng thịt thì anh đưa thịt cho anh thái, anh không biết thế thái, nhưng mà đưa cờ đấy anh đánh rất là giỏi. Như vậy thì cái hồn linh hồn ấy, nó mang theo cái di truyền và cái tâm tính của cái người mất tại cái thời điểm gọi là cận tử nghiệp. Cho nên những người mất người ta rất chú ý những cái những giây phút, những thời gian cuối cùng của cuộc đời, là tránh cho cái giây phút đó linh hồn sợ sệt hoặc sân hận hoặc có cái gì đó thì nó cái dư âm nó cứ mang theo cái đấy tương đối lâu. Có những cái linh hồn mà khi còn sống là họ là chết vì nghiện hút, mà đến khi người thân đến giao lưu nhập lên thì họ ngửi thấy cái mùi thuốc. Thậm chí có một người trong nhà mang một cái điếu thuốc, bí mật mang một cái điếu thuốc phiện đến để thử. Thì nó nhập lên cái xong nó hít hít, rồi thì nó bảo đưa đây, đưa đây, đưa đây. Thế nào? Bảo đưa cái gì? Bảo đưa cái ở túi ra đây. Thế đưa cho anh ta xong anh cứ hít 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 như là người hút nghệ thuật. Tức là cái tâm tính nó giống như cái lúc mà trước khi chết. Và hiện nay bảo cái linh hồn đang ở đâu, bảo có về nhà không, mộ không đâu. Nó bảo nó chỉ đến cái chỗ này thì mọi con người đã đến đấy, hóa ra cái chỗ đấy ngày xưa nó còn sống hay đến đấy nó hút. Đó. Cho nên là ở đây chúng ta lưu ý là khi cái linh hồn đã chết ấy, thì cái tâm tính ấy, tại cái thời điểm gọi là cận tử nghiệp đi rất là sâu và nó tồn tại thời gian rất là lớn, dài. Nếu như muốn thay đổi lại cái giây phút cận tử nghiệp thì người ta thường phải làm là phải giáo hóa, phải có các bậc minh sư khai thị cho cái linh hồn đó. Trước đây họ nghĩ sai, họ nghĩ chưa đúng thì các bậc minh sư khai thị. Cho nên ở đây chúng tôi có cái chương trình gọi là cầu siêu để cho họ không bị những cái dư âm của những tư tưởng mà phiền não nó bám ở trong cái linh hồn đó. Khi mà tiếp xúc với ở đây thì dùng những cái lời của nhà Phật dạy, dùng những cái tư tưởng của nhà Phật để xóa đi những cái dư âm mà phiền não trong cuộc đời tham sân si của họ bị xóa đi, để cho họ không bị những cái đấy nó bám theo. Mà khi không bị cái đấy bám theo thì họ cũng có thể đi đến cái cảnh giới tốt đẹp hơn. Cho nên ở đây cái câu hỏi này của bạn nào chết rồi thì cái thần thức có giống như cái khi lúc sống, tức là nó giống ở cái đoạn nhiều nhất. Tất nhiên là trong cả cuộc đời nó dài, nhưng nó mang theo cái nhiều nhất là cận tử nghiệp, là những giây phút cuối đời nó thường mang theo. Thậm chí tính tình cũng vậy. Ở đây chúng tôi có một thí nghiệm như thế này, mà đây là người thật, việc thật. Có một cái chị là thường trước đây là bán phở xung quanh cơ quan này, rất là mọi người đều biết cả. Thì cái chị này là có một cái người con, mà con dâu là tự tử, thoát tục cổ tự tử chết. Mà sau khi thoát cổ tự tử chết thì cái việc là gia đình rồi tâm linh của nhà chị rất nhiều những cái vấn đề xảy ra không tốt đẹp lắm. Thế vì sau khi lên cầu siêu, chị được cầu siêu 49 ngày và lúc ấy mới mời được cái linh hồn của cái người con dâu thắt cổ chết lên. Và khi lên ấy nó đầy sân hận. Đấy, cái linh hồn nó cũng đầy sân hận, mọi người không biết đâu. Thế cuối cùng mà khi nó đầy sân hận thì mới biết, và lúc ý chị khai thật rằng đây cái đứa con dâu này nó chết do thắt cổ.
Và khi chết cho các cổ, điều này mới khủng khiếp. Là khi nó, các cổ khi chết, nó trong bụng nó đã mang thai. Cho nên những người phụ nữ đang mang thai mà phải chết vì do các cổ chết thì cái nỗi uất hận nó cực kỳ lớn. Thậm chí họ hy sinh cả cái sinh mạng họ, mà hy sinh luôn cả cái sinh mạng của cái thai nhi nữa. Cho nên là cái độ căm hận, phiền não cực kỳ lớn. Thế là chị này chị cầu siêu cho đợi 49 ngày thì nó nguôi ngoai đi, mà nó vẫn khi lên nó vẫn còn nói những câu rất là sân hận mà oán trách. Tại sao nó lại thắt cổ và như thế nào về sau. Chị này chị phải tiếp tục đi cầu siêu và đi xin nó tha thứ và làm các điều thiện nguyện để hồi hướng tâm linh cho cái vong linh đó. Cho nên là ở đây chúng tôi có rất nhiều cái tư liệu chứng minh rằng khi những người đã chết thì tâm tính, cái thần thức ấy ảnh hưởng rất nhiều của các giây phút cận tử nghiệp. Cho nên là khi những người sắp chết, người ta thường gặp thân nhân, bà con rồi họ xóa đi những cái hận thù và thậm chí còn đem cho những người, đem cho cái họ nghe những kinh nhà Phật, rồi là mời các vị minh sư đến khai thị. Và nếu như có những điều gì đấy còn phẫn uất thì mang đến để giải tỏa trước khi chết. Trong quê tôi, cái huyện bên cạnh có một cái gia đình có người này mà bị cái nghiệp chướng mãi không chết được. Nhưng cái người này là bị không những không chết được mà nó đau đớn cái thể xác lắm. Và người cả cái làng ấy đều biết rằng là khi còn sống người này hay cái kiểu buôn bán gian lận nhiều. Thế là người ta mới xem, người ta bảo nếu như bây giờ cái nghiệp chướng nó sẽ làm cho nó hành cho cái xác này không chết được mà phải sống để đau, để chịu. Người khác người ta đau đớn, người ta thiệt thòi cho mình buôn bán gian lận, hại người như thế nào, bây giờ cho sống để nhận cái đau. Thế cuối cùng gia đình phải đi mời 100 người ở trong làng thôi, thì muốn để cho cái người này thôi ấy, vì người ta chết rồi đến coi như là mắng chửi để cho họ xả nghiệp. Thế thì mang cái bơ để đong thóc ngày xưa ấy. Thế rồi đến mỗi người trong làng đến cứ dứ dứ vào mặt thôi nhá. Từ nay đi thì chừa cái tính đông đầy bán vơi đi. Đi rồi là đi muốn được đến cõi an lành thì phải chừa ngay cái tính đông đầy bán vơi đi nhá. Thế mỗi người đến chửi cho 3 câu, xong lại người khác đủ 100 người đến mắng chửi thì tự nhiên người đấy mới chết được. Như vậy thì cái việc cận tử nghiệp vô cùng quan trọng. Đến cái giây phút đó nó hiện lên, cái cuốn phim cả cuộc đời nó hiện lên vào cái giây phút đó. Như vậy thì trong những người mà trước khi qua đời rất cần những cái người thân cho nghe bản kinh Phật, rất cần những người thân, thậm chí hai người thù hằn oán hận với nhau thì đến xí xóa với nhau, và đặc biệt là mời các bậc minh sư giảng cho người ta biết là thôi bây giờ là cái thân chuẩn bị từ bỏ rồi, giống như cái xe này hỏng rồi, vứt cái xe đi, đừng có luyến tiếc nữa, thì phải nhớ những điều này, điều A, điều B, C, khai thị cho người đó thì cái vong linh ấy sẽ được yên lành. Cho nên chúng ta thấy là những có những cái người mà đi theo đạo tràng hoặc là đi theo pháp Phật, và kể cả những người mà đi theo Tin Tố giáo trước khi qua đời thường có những bậc mà minh sư, được bậc cao tăng, hoặc những người mà có cái đạo tràng người ta dùng những cái người mà có công đức cao đến là khai thị cho cái những người sắp mất, để cho cái linh hồn người đó tại thời điểm đó được an lành hơn. Mà khi họ an lành hơn thì cái dư âm nó đi theo sang cái thế giới bên kia nó sẽ được tốt đẹp. Cho nên là cái gọi là cái thần thức, ở đây đạo Phật gọi là thần thức, chỗ khác thì gọi là vong, gọi là ma, hoặc là gì cũng được, gọi cái gì cũng không quan trọng. Nhưng mà chung là cái thần thức hay là linh hồn đấy, nó thoát ra thì nó mang đặc, mang đậm cái dấu ấn trước khi qua đời. Gọi là cái giai đoạn đó chúng tôi gọi là cận tử nghiệp. Giai đoạn đó tất cả cuộc đời nó hiện lên rất nhanh như một cuốn phim, nó tua nhanh như thế này. Thì giai đoạn đó cần phải được đầu tư về mặt tâm linh, cần phải được là khai thị, cần phải giáo hóa, và có những người thân đã khúc mắc với nhau, đã có cái điều gì không tốt thì đến đấy hòa giải để cho cái linh hồn trước khi ra đi được an lành. Hoặc thậm chí kể cả những người mà bị tử hình, thì để cho tránh cái cảm giác đó khát, người ta phải cho ăn một cái bữa ăn gọi là bữa ăn trước khi chết ấy, là có ông thèm cái gì, có thèm gì không thì mua cho ăn cái gì, tức là cho để cho cái tư tưởng cái linh hồn đó không có đói khát thèm khổ. Thì đây chúng ta thấy rằng trong câu này của bạn
Thì tôi nói tóm tắt lại là cái tư tưởng, cái tâm tính cận tử nghiệp rất quan trọng và nó thường mang theo. Có những người mang theo lâu, thù hằn rất là lâu, nhưng có người rất là nhanh. Chúng tôi tìm các, trong quá trình đi tìm rất nhiều ngôi mộ liệt sĩ ấy, mà có những người là người ta, có những người ông liệt sĩ chết và khi chết ở đấy lại có cả một bên cạnh có một cái người mà ở phía bên kia, tức là nó kể như này, tức là khi mà cái ông liệt sĩ này khi lúc còn sống ấy, thì ông ấy ông cũng bị thương, nhưng ông ấy đáng ra ông cầm súng ông bắn chết cái tên kia, nhưng mà ông không nỡ, không nỡ, ông ấy thấy tên kia bị thương rồi ông không nỡ, cho nên là ông tha. Thế khi ông tha không bắn nữa thì ông ấy để cho cái thằng ấy bên cạnh, thế để băng bó cho nó rồi để cho nó mà bên cạnh. Thế thì tên ấy không biết nghĩ như thế nào mà cuối cùng khi ông nằm chết đi thì nó giật lấy khẩu súng đấy, nó quay lại bắn ông ấy, ông chết. Và khi đồng đội quay lại thấy đi tìm đồng đội thì thấy cái tên này như vậy và bực mình quá và giết luôn cái tên này. Thế thì họ chôn luôn cái ông liệt sĩ này bên cạnh cái tên địch kia. Thì sau khi tìm ông liệt sĩ, chúng tôi có giao lưu với hai bên, thì cái tay cái người ở bên quân phía bên kia ấy, lên giao lưu và khóc. Mà thôi thì tôi hàng ngày tôi vẫn vì cái ông liệt sĩ này là ông là cái lính đặc công, ông giỏi võ, ông tôi vẫn bị ông đánh mỗi ngày, ông mang tôi ra ông đánh một trận. Nhưng mà thà rằng để cho ông hàng ngày ông đánh tôi còn hơn là bây giờ ông đi rồi thì ở đây tôi một mình. Tức là nói ông đánh tôi nhưng mà tôi cũng còn cảm giác ông đánh cũng còn không đau khổ bằng cái việc tôi nằm đây bơ vơ một mình. Tức là nói khi mà ông này ông định giết nó, ông tha cho nó mà cuối cùng nó còn giết lại ông, thì khi chết ông thường là mỗi ngày ông đánh cho nó một trận. Và nó kể rằng thà rằng thôi để cho ông đánh còn hơn là khi mà bốc ông đi là nó lại nằm lang thang một mình. Có những câu chuyện rất là cảm động về cái việc đó, ví dụ như là các liệt sĩ đã hy sinh như thế nào, rồi là khi nhớ mẹ, rồi là hướng về gia đình, và khi mà tìm thấy thì ông sẽ nói là khi tìm thấy hài cốt và đưa về thì mẹ ông đang bị bệnh và đang mù mắt, mờ mắt, thì bây giờ sẽ khỏi bệnh ra sao. Tức là cái tâm tính của các ông liệt sĩ, có những ông liệt sĩ còn như thế này cơ, ông còn gửi lời dặn về cho các người yêu cũ là trước đây khi ông đi bộ đội thì ông có tặng cô ấy một cái tấm ảnh, mà khi cô đi lấy chồng rồi thì thỉnh thoảng cô lại cứ mang cái ảnh cô ra là của anh ra ngắm, thậm chí để dưới cất kỹ ở dưới gối. Thì ông bảo thôi hủy cái ảnh đi, bởi vì đã đi lấy chồng rồi mà nghĩ đến cái cũng có đáng thương cái người yêu là người lính thật, ông rất cảm động. Nhưng khi lấy chồng rồi thì hãy dành cái tình cảm cho chồng, chứ còn nếu nay mai chồng nó biết thì nó cũng không ghen lắm, nhưng mà nó buồn ở chỗ là đã đi lấy chồng có con rồi thì cái tình cảm hàng ngày vẫn dành cho người đã chết thì nó sẽ buồn, thì thôi hủy cái ảnh đi đừng giữ nữa. Tức là những cái tư tưởng, những cái tư liệu rất là nhiều nói về tâm tình của các liệt sĩ, và chúng tôi phải dùng cái đấy mới thử xem là cái nhà ngoại cảm tìm ấy có đúng ông liệt sĩ thật hay không, hay là chúng tôi đi tìm Nam Cao thì ông Nam Cao cũng dặn dò những cái lúc ông còn sống đó sao. Tức là phải khớp lại thì mới biết rằng à khi người ta chết rồi thì cái tâm tính ấy nó vẫn còn lưu giữ. Cho nên chính là nếu như sau này có đầu thai sang kiếp mới thì nó mới gọi là anh này có năng khiếu về việc A, năng khiếu việc B, hay là tiền kiếp anh thế này thế khác, tức là nó di chuyển sang theo trong A lại đa thức, tức là như vậy. Thì ở đây là rất nhiều những cái trường hợp mà đi tìm các liệt sĩ mà chúng tôi giao lưu được thì các tâm tính, tình cảm mà quê hương với cha, với mẹ, với người yêu nó vẫn còn thể hiện rất đậm trong cái tâm hồn của các liệt sĩ. Thì do vậy mà cái câu này của bạn rất hay ở chỗ là gì? Khi đã chết rồi thì cái thần thức là nó cũng sẽ mang theo. Ở đây thì bạn hỏi một cái ý là cụ già bị lẫn ấy. Bị lẫn thì khi chết rồi cái linh hồn nó còn lẫn nữa không? Thì thực ra khi chết rồi thì linh hồn nó cũng có chút lẫn nhưng mà nó ít hơn. Chúng tôi cũng có những người thân các cụ khi già rồi, các cụ còn có khi mà trước khi chết hỏi đến thăm, thì cụ có nhận ra con không? À đây
rồi có tên là gì thì cũng không nói được, xong là nhắc tên thì cũng tức là cái nhớ rất là mù mờ, có những người kể cả những người con đẻ hỏi cũng không không nhớ. Vậy thì khi trước khi chết là những cái thần thức ghi lại những cái gì mà sâu đậm nhất, những người có khi không phải con đẻ họ lại nhớ, nhưng con đẻ mà cứ họ giận hoặc là lâu không 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 đến thăm họ cũng không nhớ được, tức là cái thần thức nó bị mê mờ đi. Vậy khi chết đi, khi mới chết thì họ vẫn mang nặng những cái tình tư tưởng và những cái tính chất của cái trí tuệ vào trước khi chết, nhưng dần dần thì họ lại thức tỉnh dần, và sau một thời gian giao lưu lại thì bắt đầu họ nhớ dần và bắt đầu họ tỉnh. Thì dụ sau một thời gian có những gia đình lúc đầu mới chết đến giao lưu họ quên, họ chẳng biết gì cả, nhưng sau một thời gian tụng kinh, đến đây là tụng kinh này, sám hối này, hồi hướng công đức cho họ, thì sẽ quay lại giao lưu, bắt đầu họ tỉnh dần, họ lại sáng tỏ. Ví dụ như là nghe những lời kinh của Phật, tự nhiên những cái u mơ, rồi là những cái phiền não nó bay đi, thì tự nhiên cái trí tuệ nguyên thủy của nó là cái tâm trong sáng, tự nhiên nó sáng lại dần. Vậy thì đây, đối với câu hỏi của bạn là các cụ già bị lẫn, khi mới mới mất là cái thần thức của nó cũng một phần bị lẫn. Nhưng nếu như con cháu mà đến mà cầu nguyện và phát tâm rồi cho họ nghe những kinh Phật, thì cho trong cái lúc thần thức trước khi cận tử nghiệp họ có thể quên, nhưng dần dần họ sẽ hồi phục lại về thần thức. Và chính phải hồi phục thần thức thì mới biết cảnh giới nào an lành hay là cảnh giới xấu hay tốt để đi tái sinh đầu thai. Bởi vì khi lúc ấy họ trí tuệ minh mẫn, họ chọn những cái kênh, giống như là cái anh học sinh giỏi nó phải chọn những cái trường tốt để nó vào đại học, còn anh nào ú ớ thì chọn cái trường xấu hơn. Vậy thì nên cầu nguyện cho cái thần thức của những người chết ấy, được sáng tỏ. Và khi họ được sáng tỏ thì họ có thể trở về những cái cảnh giới an lành hơn, hoặc đi tái sinh, đi đầu thai, họ chọn những cái nhà tử tế, họ đi đầu thai trong kiếp sau. Đấy là báo hiếu. Chứ còn chúng ta đem cúng cấp nhiều thứ, ví dụ như là chúng ta cúng mâm cao cỗ đầy, rồi cúng thịt cá tanh hôi, cuối cùng họ nhiễm cái đấy vào thì họ càng nặng nề hơn. Ví dụ như là cái đầu họ đã mụ mẫm rồi, lại còn thịt cá tanh hôi nữa thì mụ mẫm thêm, họ lại càng bị nhấn xuống cái tầng thấp hơn trong tâm linh. Cho nên nếu thương những người trong gia tộc, những người thân của mình, thì chúng ta nên làm sao cho cái thần thức của họ được thanh tịnh hơn, và cầu nguyện cho họ đọc những bài kinh của nhà Phật. Đấy, kể cả đi theo chuyên giáo thì đọc những bài kinh của Chúa để cho tinh thần của họ được sáng suốt, thì họ trở về cái cảnh giới an lành hơn. Đó. Và ở đây chúng ta nên nhớ có một cái loại kinh trong đạo Phật có gọi là kinh Lương Hoàng Xám. Đấy, kinh Hoàng Xám tức là khi mà chết đi 9 kiếp 10 đời, mang cái hận thù 9 kiếp 10 đời đó, xong bắt đầu đến kiếp thứ 10 vẫn còn đi theo để trả thù cơ mà. Sau khi kiếp thứ 10 rồi, bắt đầu là các cái kiếp khác thì ông, cái vị này là cái, trong một cái kiếp đầu tiên là ông đi giết một cái người, xong là kiếp sau thì ông biết là cái tội rồi thì toàn bộ là đi tu hành, đi làm rất nhiều việc thiện, cho nên là nó báo thù chưa được. Giống như trong một cơ quan là hai người hận thù nhau nhưng mà phải rình, để anh nào tội thì bắt đầu mới mách với thủ trưởng trừng trị, nhưng mà nó rất đứng đắn nghiêm túc, không làm gì được. Thế là đi đến 9 kiếp 10 đời sau, 10 đời, kiếp thứ 10 thì ông này cứ tưởng rằng mình tu đến 9 kiếp 10 đời, mình hoàn toàn là coi như là người thầy thánh đến nơi, cho nên là sinh ra cái ngã mạn. Và cái kiếp thứ 10 ông sinh ra ngã mạn thì lúc ấy đó là cái lúc mà nó sẽ trả thù. Nó mọc ra thành một cái mụn, mà cái này nó nhức như cái đầu lâu nó nói ra đây. Bắt đầu phải đi tìm cái người, người ta giải mã, người ta nhìn thấy cái kiếp trước. Người ta soi thì nó bảo đây là kiếp trước ông đã làm những điều này, và nó đi theo khi là ông ngã mạn. Khi ông ngã mạn nổi lên, ông tưởng có công đức cao, ngồi trên một cái giường mà giường thơm, xong ông để giảng cho những bậc vua chúa ở dưới ngồi, ông tưởng là ông là cái bậc bề trên. Thế cuối cùng cái kiêu căng ngã mạn nổi lên, nó có cớ bắt đầu nó mọc thành cái mụn ở đùi và rất là đau nhức. Thế khi ông đến một cái chỗ mà người ta dặn đến là ông cứ sám hối cái tội đấy, sám hối là cái tội ngã mạn đi, thì cứ sám hối dần dần cái
Khi sám hối mà nó hết được tất cả những cái ngã man đi thì tự nhiên là cái mụn nó bị mất. Và từ cái việc đó thì ông mới viết ra cái gọi là kinh Hoằng Sám, nó là như vậy. Tức là ông viết ra cái kinh đó để cho mọi người thấy rằng khi mà đã bị một cái lỗi nào đó thì đến 9 kiếp 10 đời nó vẫn đi theo. Và nó đi theo để nó, khi mà nhân quả chúng ta chưa trả nợ hết thì nó sẽ vẫn cứ phải tiếp tục trả. Giống như chúng ta vay ngân hàng 1 tỷ đồng mà chúng ta trốn ra nước ngoài thì nó vẫn cứ truy nã. Vậy thì nó truy nã hết kiếp này sang kiếp khác, gọi là luân hồi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là muốn cho cái thần thức đang bị lẫn hoặc có vấn đề gì phiền não trước khi qua đời thì chúng ta phải cần minh sư khai thị, và chúng ta cần phải cho cái linh hồn đó hiểu được kinh nhà Phật, trừ bỏ được cái phiền não đó đi thì mới đi đến cảnh giới an lạc hơn. Cụ thể nhất tức là chúng ta đọc kinh Hoằng Sám thì sẽ rõ điều đó. Một câu hỏi nữa của một bạn. Những người cao tuổi có người ra đi rất thanh thản trong giấc ngủ vì họ đã tận số, nhưng có những người bệnh tật nằm tại chỗ nhiều năm, lở loét, thối cả thịt. Người ta bảo do họ chưa trả hết nghiệp để về với cõi vĩnh hằng, người nhà nên phóng sinh để bớt nghiệp cho cụ được đỡ bệnh thì ra đi mới thanh thản. Điều này có đúng không? Thì trong thực tế có những người ra đi rất là thanh thản như mà giấc ngủ, nhất là những cái bậc tu hành chẳng hạn, người ta đi người ta thích đi lúc nào thì đi. Trong đạo cũng có những gia đình mà những người nhà rất giỏi trong cái chuyện là ở thì ở mà đi thì đi, họ chủ động được sinh tử, chủ động được sinh tử. Thế còn có những người mà muốn chết không chết được, đó những người người ta gọi là nghiệp rất là nặng, có khi nằm lâu quá mà để cho con nó trở thành bất kính. Ví dụ như là ốm đau một thời gian ngắn, con cái phục vụ xong rồi là hết nghiệp ra đi. Nhưng người này có khi hết năm này qua năm khác, thậm chí cái cơ thể bị thối rồi là phục vụ con nó vất vả đã đành, nhưng mà cái mùi hôi thối khủng khiếp lắm, không chỉ mà con cái mà kể cả quanh nhà xung quanh người ta cũng kinh sợ. Thì từ cái chỗ con cái nó hiếu thảo đến chỗ mà nó chỉ mong cho mình chết, thậm chí đi những cái đình chùa miếu mạo mà nó khấn cho mình chết đi cho nó xong về, thì phải từ cái chỗ con cái kính yêu đến nỗi con cái này khấn mình chết, tức là biến con cái trở thành đứa bất hiếu. Đấy là những cái rất là đáng tiếc cho những cái căn cơ như vậy. Và chúng tôi còn biết cũng có cái nhà nó lại thế này cơ, tức là mãi không chết được, xong rồi có người tên để người ta bảo cái ông bà này, cái bà này gọi là ngày xưa bà ấy còn hay đâm đầy bán vơi, mà đâm đầy bán vơi thì bây giờ là phải đi, con cháu là phải đi mời đủ 100 người trong làng, xong lấy cái đấu ấy, xong đến cái dứ vào mặt ấy, và từ nay nhé thầy trừ cái thói đâm đầy bán vơi nhé, nhưng phải đủ 100 người đến trừ rủa vào mặt ấy, thì mới chết thì được, tức là phải gánh cái nghiệp là người ta đến người ta chửi rủa vào mặt được. Tới nay đừng đong đầy bán vơi được sao, cái người đó khi đi buôn bán ấy, thì là khi mình đong của người khác thì mình gộ cho nó đầy, nhưng khi bán cho người khác thì mình bán rất là ít hoặc là cắt xén, giống như kiểu mà các quan của mình tham nhũng ấy, thì nhận được tiền nhiều nhưng mà khi chia ra bên ngoài đi, ví dụ như là nhận tiền tài trợ chẳng hạn, thì có rất nhiều người mang đến cho mình nhưng mà mình lại đi phát cho người khác thì lại phát rất là ít. Đấy, cho nên là người ta gọi là đong đầy bán vơi, là muốn bán gian lận đấy trong thương mại, thì đấy nó gây ra cái nghiệp chướng đó. Và khi trước khi chết không chết đi được, mà có người ta rủa vào mày đong đầy bán vơi như thế này thì nay mai chết không được dễ dàng đâu, thế là họ rủa như vậy thì cũng sẽ gây ra một cái nghiệp. Cho nên là con cái phải đến nhờ người trong làng đến mắng chửi để cho trừ được cái nghiệp ấy đi thì bắt đầu mới chết được. Thì đây chúng tôi cho rằng là trong thực tế cũng có những trường hợp đó chứ không phải là không. Vậy thì sao? Vậy thì không chỉ vì là phóng sinh chỉ là một cách thôi. Nếu như mà trước đây mình giết người hoặc là giết nhiều vật
làm nghề sát sinh thì mình phóng sinh. Nhưng cũng có người không phải là giết vật mà đi chuyên môn đi vu oan giáo họa, hoặc đi chửi bới hoặc làm những việc ấy, thì người phải soi xem cái người đó làm việc gì xấu thì mình giờ mình sám hối về việc đó, tức là người ta phải trị đúng bệnh thì mới khỏi được. Cho nên là tùy theo mình đã làm cái nghiệp thì xấu, làm nên việc thì xấu, thì mình phải xoay chuyển cái đấy, gọi là chuyển nghiệp. Chứ phóng sinh chỉ là một cớ, phóng sinh chỉ là một cớ. Nếu như hay sát sinh thì phải phóng sinh. Còn những người là có người mà đong đẩy bán vơi hoặc là vu oan giáo họa hay chửi mắng người khác hay là đơm đặt. Có những người là gì? Đơm đặt thôi. Ví dụ như là bịa chuyện. Có thể là vu oan giáo họa cho người khác, hoặc là ngày xưa có cái chuyện là mang cả rượu lậu về, rồi là thuốc phiện vào cái rượu phần trăm người ta xong đi báo người khác, là công an hoặc là nhà chức trách đến bắt để bắt người ta đi, tức là vu oan giáo họa cho người khác, thì lại phải chuộc lại bằng những hành vi như vậy thì được. Thì ở đây cái câu này của bạn cũng là một trong câu hỏi rất là hay trong xã hội, là con người ta không chỉ lúc khỏe mạnh mà mình thích làm gì thì làm, mà sau này đến cuối đời bị những cái nhân quả nó tác động lúc ý, chết cũng không được mà sống thì khổ. Thì mình muốn thoát được cái chuyện này thì là người ta gọi là tu là chuyển nghiệp, như vậy tức là anh phải làm điều thiện điều lành, trong đó có việc phóng sinh, nhưng đồng thời hàng ngày mình cũng thể giúp ích người khác, mình không vu oan giáo họa nữa, và thấy ai ngang trái bị vu oan giáo họa mình đứng ra bênh vực thì tự nhiên cái nghiệp của mình mới hết được. Thì đây là cái câu hỏi này của bạn là như vậy, thì tôi cũng thấy rằng trong thực tế cũng khó chứ không phải có. Còn những người ta ra đi một cách nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí là người ta thích đi cũng làm người ta đi, chỉ một phút người ta đi thôi, thì những người ta gọi là đi như tiên thì công đức của người ta rất là cao, không bị vướng nợ gì thì người ta sẽ đi trong trường hợp đó. Một câu hỏi nữa của một bạn: những người cao tuổi có người ra đi rất thanh thản trong giấc ngủ vì họ đã tận số, nhưng có những người bệnh tật nằm tại chỗ nhiều năm, lở loét, thối cả thịt. Người ta bảo do họ chưa trả hết nghiệp để về với cõi vĩnh hằng, người nhà nên phóng sinh để bớt nghiệp cho cụ được đỡ bệnh thì ra đi mới thanh thản. Điều này có đúng không? Thì trong thực tế có những người ra đi rất là thanh thản như mà giấc ngủ, nhất là những các bậc tu hành chẳng hạn, người ta đi người ta thích đi lúc nào thì đi. Trong đạo cũng có những gia đình mà những người nhà rất giỏi trong cái chuyện là ở thì ở mà đi thì đi, họ chủ động được sinh tử, chủ động được sinh tử. Còn có những người mà muốn chết không chết được. Đó, những người ta gọi là nghiệp rất là nặng, có khi nằm lâu quá mà để cho con nó trở thành bất kính. Ví dụ như là ốm đau một thời gian ngắn, con cái nó phục vụ xong rồi là hết nghiệp ra đi. Nhưng người này có khi hết năm này qua năm khác, thậm chí cái cơ thể bị thối, rồi là phục vụ con nó vất vả đã đành, nhưng mà cái mùi hôi thối khủng khiếp lắm. Không chỉ mà con cái mà kể cả quanh nhà xung quanh người ta cũng kinh sợ. Thì từ cái chỗ con cái nó hiếu thảo đến chỗ mà nó chỉ mong cho mình chết, thậm chí đi những cái đình chùa miếu mạo mà nó khấn cho mình chết đi cho nó xong về. Thì phải từ cái chỗ con cái kính yêu đến nỗi con cái này khấn mình chết, tức là biến con cái trở thành những đứa bất hiếu. Đấy là những cái rất là đáng tiếc cho những cái căn cơ như vậy. Và chúng tôi còn biết cũng có cái nhà nó lại thế này cơ, tức là mãi không chết được. Xong có người tên để người ta bảo cái ông bà này, cái bà này gọi là ngày xưa bà ấy còn hay đong đầy bán vơi, mà đong đầy bán vơi thì bây giờ là phải đi, con cháu là phải đi mời đủ 100 người trong làng, xong lấy cái đấu ấy, xong đến cái dứ vào mặt ấy, và từ nay nhé phải chừa cái thói đong đầy bán vơi nhé, nhưng phải đủ 100 người đến trừ rủa vào mặt ấy, thì mới chết thì được, tức là phải gánh cái nghiệp là người ta đến người ta chửi rủa vào mặt được. Tới nay đừng đong đầy bán vơi được sao? Cái người đó khi đi buôn bán ấy, thì là khi mình đong của người khác thì mình gộ cho nó đầy, nhưng khi bán cho người khác thì mình bán rất là ít hoặc là cắt xén, giống như kiểu mà các quan mình tham nhũng ấy,
thì nhận được tiền nhiều, nhưng mà khi chia ra bên ngoài đi, ví dụ như là nhận tiền tài trợ chẳng hạn, thì có rất nhiều người mang đến cho mình, nhưng mà mình lại đi phát cho người khác thì lại phát rất là ít. Đấy, cho nên là người ta gọi là đong đầy bán vơi, hay là muốn bán gian lận đấy trong thương mại, thì đấy là gây ra cái nghiệp chướng đó. Và khi trước khi chết không chết đi được, và có người ta rủa vào mày đong đầy bán vơi như thế này thì nay mai chết không được dễ dàng đâu, thế là họ rủa như vậy thì cũng sẽ gây ra một cái nghiệp. Cho nên là con cái phải đến nhờ người trong làng đến mắng chửi để cho trừ được cái nghiệp ấy đi thì bắt đầu mới chết được. Thì đây chúng tôi cho rằng là trong thực tế cũng có những trường hợp đó chứ không phải là không. Vậy thì sao? Vậy thì không chỉ vì là phóng sinh chỉ là một cách thôi. Nếu như mà trước khi trước đây mình giết người hoặc là giết nhiều vật làm nghề sát sinh thì mình phóng sinh, nhưng cũng có người không phải là giết vật mà đi chuyên môn đi vu oan giáo họa, hoặc đi chửi bới hoặc làm những việc ấy, thì người phải soi xem cái người đó làm việc gì xấu thì mình giờ mình sám hối về việc đó, tức là người ta phải trị đúng bệnh thì mới khỏi được. Cho nên là tùy theo mình đã làm cái nghiệp gì xấu, làm nên việc gì xấu thì mình phải xoay chuyển cái đấy, gọi là chuyển nghiệp. Chứ phóng sinh chỉ là một cớ, phóng sinh chỉ là một cớ. Nếu như hay sát sinh thì phải phóng sinh. Còn những người mà là có người mà đong đẩy bán vơi hoặc là vu oan giáo họa hay chửi mắng người khác hay là đơm đặt, có những người là gì đơm đặt thôi, ví dụ như là bịa chuyện, có thể là vu oan giáo họa cho người khác, hoặc là ngày xưa có cái chuyện là mang cả rượu lậu về rồi là thuốc phiện vào cái rượu phần trăm người ta, xong đi báo người khác là công an hoặc là nhà chức trách đến bắt, để bắt người ta đi, tức là vu oan giáo họa cho người khác, thì lại phải chuộc lại bằng những hành vi như vậy thì được. Thì ở đây cái câu này của bạn cũng là một trong câu hỏi rất là hay trong xã hội, là con người ta không chỉ lúc khỏe mạnh mà mình thích làm gì thì làm, mà sau này đến cuối đời bị những cái nhân quả nó tác động lúc ý, chết cũng không được mà sống thì khổ. Thì mình muốn thoát được cái chuyện này thì là người ta gọi là tu là thử nghiệm, như vậy tức là anh phải làm điều thiện điều lành, trong đó có việc phóng sinh, nhưng đồng thời hàng ngày mình cũng thể giúp ích người khác, mình không vu oan giáo họa nữa, và thấy ai ngang trái bị vu oan giáo họa mình đứng ra bênh vực thì tự nhiên cái nghiệp của mình mới hết được. Thì đây là cái câu hỏi này của bạn là như vậy, thì tôi cũng thấy rằng trong thực tế cũng khó chứ không phải có. Còn những người người ta ra đi một cách nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí là người ta thích đi lúc nào người ta đi, chỉ một phút người ta đi thôi, thì những người ta gọi là đi như tiên thì công đức của người ta rất là cao, không bị vướng nợ gì thì người ta sẽ đi trong trường hợp đó. Các nhà ngoại cảm có thể nhìn thấy là bên cạnh một cái người ngồi là có một em bé. Vậy thì như vậy là nếu mà cái người âm sau khi mà người ta đã chết đi thì họ không phát triển nữa mà vẫn giữ nguyên cái hình dáng như vậy lúc người ta chết, có phải không ạ? Đấy, và trong quá trình họ tư duy như vậy thì người âm họ tồn tại trong bao lâu? Lúc nào thì người ta mới đi đầu thai hay cứ tồn tại mãi như vậy? Thực ra như thế này này. Nhiều người cũng nhiều gia đình chứng kiến thì cứ cho rằng người âm nó chết đi rồi thì không lớn đấy, nhưng không phải, nó vẫn theo cái thời gian, cái trục thời gian thì nó vẫn khác đi so với cái lúc chết, nhưng cái tốc độ nó sẽ khác, nó không giống nhau với trần gian chúng ta. Ví dụ như trần gian chúng ta là lớn lên rồi là trong khoảng 6-70 năm thì từ một đứa trẻ con mà lớn lên thành người già, nhưng chúng tôi đã có trường hợp giao lưu với một cái ca gia đình như này này, thì cái ông em ấy lúc ấy đã khoảng độ 60 tuổi rồi, nhưng ông anh ấy lúc mất, cái ông anh ấy lúc mất ở khoảng độ 30 tuổi thôi. Nhưng khi giao lưu và ông nhập lên và ông nói về cái tính cách, cái giọng nói thì vẫn như người đứa trẻ con 4-5 tuổi nữa cùng. Vậy thì cái thời gian mà trôi đi của hai hệ quy chiếu theo khoa học là nó không giống nhau. Mà trong cái chuyện chúng ta có cái chuyện là ngày xưa chuyện từ thức gặp tiên ấy, là cái ông từ thức ấy, ông vào gặp tiên thì ông ấy được lấy được cô tiên ấy, thì ở trên đấy là một năm. Thì sau khi ông buồn nhớ quê hương quá, ông lại quay trở về trái đất, quay trở về cái quê hương ấy, thì đã trôi đi khoảng 7 đời rồi. Và tất cả những cái người ở trong họ hàng ông về quê ông hỏi
Thì nói đến một cái ông tử thức thì họ chỉ nói là ngày xưa lắm, lâu lắm rồi, mấy đời rồi, có một cái ông như vậy mà ông ấy đi vào trong cái núi rồi ông mất và ông trở về. Thì nói thì tất cả những người thân của mình trước đây là qua đời hết, mình chỉ là cả tổ tiên thứ năm đời thôi. Và ông thấy rằng tất cả những con cháu bây giờ là không nhớ được ông. Và ở trong vườn ông chỉ còn có mỗi một cái gốc táo thôi, là ngày xưa nó bé, bây giờ nó lớn lên thành rất lớn. Như vậy thì cái việc mà cái thế giới tâm linh ấy, thế giới mà có khi mất được trẻ con ấy, thì nó vẫn cứ phát triển, nhưng cái tốc độ phát triển rất là chậm. Và cái này thì theo định luật Einstein cũng thế thôi, vì nếu như anh trôi đi ở cái tốc độ khác, thì cái hệ quy chiếu khác, thì cái thời gian nó sẽ không giống nhau. Ví dụ như chúng ta trôi đi ở thế giới này khoảng 6-70 năm, thì có khi ở một thế giới khác có khi chỉ độ một vài ngày. Thậm chí ở chúng ta có đọc cái chuyện ở thế giới chư thiên ấy, có một người ở thế giới chư thiên đầu thai xuống đây là gần như một kiếp, nhưng trên kia có từ sáng đến chiều mà thôi. Vậy thì cái việc cái người dưới thế giới siêu hình mà người chết đi thì thời gian nó vẫn phát triển, nhưng tốc độ nó không giống như chúng ta. Trong các câu chuyện liên quan, ví dụ như là tứ thức gặp tiên này, rồi chắc câu chuyện mà liên quan đến tiên hiệp cứu người thì có rất là nhiều những cái ví dụ của những câu chuyện liên quan đến cái thời gian nó thay đổi rồi. Thế nhưng mà em muốn hỏi một chút là trong cái thực tế, trong quá trình mình làm việc tại UEA, rồi trong quá trình mình gọi hồn, thì có cái trường hợp nào mình thấy là cái gọi là cái vong, đúng không ạ, cái vong đã xuất hiện thì có sự khác biệt so với lúc họ mới mất không ạ? Thực ra mà nói thì những cái tư duy và cái cách ăn nói, cái giọng nói thôi nhập vào, chứ còn con người thì người trần không nhìn thấy, chỉ ngoại cảm họ nhìn thấy, họ mô tả, thì hầu như là nó không khác nhiều so với cái lúc mà thời điểm họ chết. Ví dụ như thời điểm chết là gốc khoảng 10 tuổi thì cái vong ấy nó cũng na ná tuổi đó. Hay là các liệt sĩ người ta hy sinh lúc hơn 20 tuổi thì cái nhà ngoại cảm mô tả về liệt sĩ trong cái trạng thái hy sinh cũng khoảng từ thế thôi. Hay là nhà văn Nam Cao chẳng hạn, mà hy sinh lúc ấy khoảng 36 tuổi thì khi mà cái nhà ngoại cảm, sáu nhà ngoại cảm đi tìm, trong đó có chị Bích Hằng nữa, mô tả cái tính tình và cái lúc về cái hình dáng thì cũng mô tả đúng một người chỉ khoảng độ 36-37 tuổi thôi. Như vậy thì cái chúng tôi ở đây là thường xuyên cho các gia đình đến giao lưu, họ nhận biết được ngay là cái người này chết lúc bao nhiêu tuổi, thì cái nhập vào những người thân ấy, cũng tình cảm dẫn như là về lời ăn tiếng nói và cái tính cách cũng na ná tại cái thời điểm mà đã chết. Đấy, thì từ cái việc này nó liên quan với câu hỏi như này thưa thầy, là có một bạn đã vừa hỏi xong. Thì nếu như mà mình cứ cho là về cái khung thời gian họ trôi rất khác mình đi, đấy, thế thì về trang phục quần áo và gọi là vật dụng của người âm thì có sự thay đổi gì không? Bởi vì là bạn ấy thấy là chúng ta vẫn có phần thờ cúng, nào là điện thoại rồi xe quần áo, thì người âm khi mà họ có nhận được không? Và có thực tế nào đã thấy là khi mà có những trường tại UEA đã có thấy là quần áo rồi vật dụng họ khác so với khi mất không ạ? Thường thường á thì cái phần tâm linh họ hiện về, đa phần họ hiện về ở cái trạng thái là trước khi chết. Trạng thái trước khi chết họ hiện về, họ báo cho các cái nhà ngoại cảm. Bởi vì người bình thường chúng ta có nhìn thấy đâu, nhưng cái nhà ngoại cảm phải mô tả rằng cái người người âm ấy là hình dáng thế này, ví dụ như bộ đội mình là đúng là người như thế này, thậm chí hay thắt cái lưng như thế này, áo mặc như thế này, họ tả cái, ví dụ tả liệt sĩ thì họ tả ngay cái lúc mà liệt sĩ trước khi hy sinh. Thì thường là cái trạng thái đó là cái trạng thái lưu giữ thông tin tương đối phổ cập để cho các cái gia đình để nhận biết. Đấy, ví dụ như là tình cảm này, rồi là các cái trang phục này, thường là ở cái lúc mà trước khi chết. Còn hiếm khi mà có những cái thay đổi, ví dụ như bây giờ là nói cái người âm từ xa xưa đến giờ tự nhiên ông lại cầm cái điện thoại loại là cái loại mà hiện đại rồi thế này thế khác thì không có. Mà thường là họ, kể cả họ hiện về thì sử dụng những thông tin mà cái tính cách của họ từ cái thời xa xưa. Cũng có người có khi này ăn diện hay đi cả cái đôi dép mà để báo cho cái nhà ngoại cảm biết ấy, thì mô tả đúng là cái thời xa xưa. Kể cả từ cái khăn chít đầu hay là cái tính cách gần như là cái thời điểm mà cái người chúng ta có hiểu nó là một phương pháp để có chứng minh là để nhà ngoại cảm nhìn thấy, mô tả và nói để người nhà còn tin đây mới đúng là người nhà mình. Nếu mà trang phục khác, tính cách khác, mọi thứ đều khác thì nó sẽ không có sở cứ gì để có thể so sánh, đúng không ạ? Rất khó, rất khó, mà rất ít trường hợp là cái người đã mất ấy lại trang phục như hiện đại.
mà thường tính cách lẫn cái trang phục họ hiện về để cho nhà cảm là tại cái thời điểm mà họ mới mất. Xin cảm ơn thầy.